không đáng yêu nhưng mà còn e dè hả? Dễ tính em vậy á mọi người ơi, em e dè lắm. Em không có mạnh dạn đâu mọi người ơi. Tính em sao em vậy? Không, quay qua cậu cái nó tụt view rồi, nó cậu đó bao nhiêu đâu. Qua lại còn lên lại hả? Lên lại nè, từ từ nha. Chưa. Hả? Ăn đi. Thôi tí nữa đi, đi ăn đi. Trời ơi, 200. Cái này ngon nè cô. Bắt bủ chân thố, nó có nấm với nó có rau củ cải rồi. Cái gì con bắt bủ? Bắt bủ chân thố. Có nhiều cái. Con không phải chết rồi. Giờ con cái rồi. Ấy nè. Con có cánh ngọc quá hả? Dạ. Con có cánh ngọc. Rồi con cũng gặp. Quên xin lỗi, rồi con của mẹ không ngờ. Em cũng đỡ rồi. Lớn đỡ rồi. Chị Long ơi. Hậu gì đi cắt tóc, chán đi chứ. Nè, lên lại 724 rồi. Hồi nãy có 600 mấy à. Dạ, em nhút nhát đó mọi người ơi. Em không có mạnh dạn đâu mọi người. Nhưng mà em thích em vậy đó. Em không thích em... Ví dụ là em vẫn thích em như vậy hơn. Ở không nói gì để gì Trinh ở nhà gì Trinh ra sau đúng không? Tại mình ra sớm quá, tại mới chờ. Cảm ơn, em cảm ơn cô Thanh Nguyễn. Hello cả nhà nha, em chào cả nhà. Mọi người nghe em nói rõ không? Giờ nó tới là ai rồi còn nói nữa. Giờ ra sớm quá rồi. Bị bệnh nhưng mà vẫn mập nha mọi người, vẫn hơi mập. Mấy cậu Huy còn đặt bánh kem nữa. Hình như hai má hồng hồng. Hứa đâu về cũng bệnh luôn á, muốn đi uống trà thằng mập quá trời. 7 người nữa cho 800 chẳng à. Cái cái nước xăm với lại cái em lớn cái cà cao là làm đồ cái gì đó. Cái cà cao nước xăm mưa. À cho chị một cái. Hôm qua chị Hiền đăng một cái tin đó đó. Mà dùng 10 ngàn người vô coi luôn. Cái gọi ba xăm với dơ. Cái tin về áo dài màu xanh lá của chị Hiền đó. Con chưa có khỏe hẳn, con còn cảm lắm. Con là phải cử máy lạnh, con không có ngủ máy lạnh với lại cử nước đá. Đây nè, con uống chặt rồi. Dạ, Mỹ sợ kìa. Phi Nhung mà ổ lộn. Phi Nhung mới ăn xôi xoài, nguyên một dĩa xôi xoài luôn. Cá lẩu xào cái chua ngon vậy. Hồi nãy chị Trang mới gọi cá. Ngon không? Ngon. Ai kêu rồi hả? Ai kêu rồi ké. Để kêu món khác. Dạ còn ngon mọi người. Đi ăn lẹ đi nghe. Đồ ăn ngon lắm rồi đó. Chân nấm. Đồ ăn ngon lắm rồi đó, ăn lẹ đi. Mắm kho có chân nấm. Dạ mắm kho không có chân nấm. Chỉ có chân nấm kho sợ đó chị. Chỉ có một đặc riêng cái đó thôi. Dạ đúng rồi. Dạ Thiên Ngân đi học á cô ơi. Dạ chị ạ, dùng ngon không? Chén cơm hả? Ngon em. Rồi ngon quá ngon. Nè, chào bé Phi Nhung. Ôi lộn, Phi Như xinh đẹp. Nó kêu lộn tới mẹ hoài trời. Ăn uống cho vui. Chào bé Phi Như xinh đẹp. Không hợp kêu em đây. Không, không, không. Chưa kịp có cái vòng tắm. Nè, 800 mấy người coi nha. Thấy chưa, thấy chưa cô? Dạ. Cái ly trà đá. Cái gì vậy? Như bụt tóc lên. Dạ ở này ở trong máy lạnh chứ cũng không nóng nè cô ơi. Tóc mới chưa khô. Mới gọi tóc như gì nữa hả? Cảm ơn cô Bùi Tuyền. Hello cả nhà. Hiền. Hello cả nhà nha. Bây giờ một vô một cả nhà vô 1.000 đi để em gọi là lấy le với lại cộng Huy. Nãy giờ cộng Huy bị tụt view quá. Đúng rồi. Bây giờ cả nhà lên 1.000 để cho mọi người cho cộng Huy.
gọi là live stream của ai? Rẻ quê, gọi là quê và rén liền. Nhưng mà cái live stream đó là của cậu Huy á con. Bây giờ con xe gái à cậu, con xe là một cô đi phụ trà. Nghe hát, nghe lại bọn cô lên hát. Lên hát ở trên đấy toàn hát bài của Thiên Nhiên. Chúng ta đi phòng trà mình lên hát lên đường bác này. Hát không đâu nghe. Phòng trà hát với nhau. Hello, nhưng mà bốn người lên hát một đài. Trời ơi, gần 900 rồi. Cố lên, cố lên, để nhà đó để trợ giúp xe bài về. Cô đều không nào, cô cháu mình cùng. Xe bài về nha cả nhà, cả nhà. Vì như lớn lắm mà đặt lớn rồi nha, hai xương nhớ vào đấy nha. Không, cái này mặt trên biển nè, không có mọc nè. Mọc mà không mọc. Nó đánh một miếng nhưng mà mất cả ra rồi. Không, miếng giòn chứ kia được, không ai đánh đâu ông sao được. Cái môi ghê lắm. Hôm nay còn ai không cô? Ông đánh mặt mọc nha. Để chị hiền. Cái gì? Huy đúng không? Huy family đúng không? Family. 900 người rồi nha. 900 rồi. Gần 100 người. Rồi mình xe về. Hết ho chưa kìa. Em còn ho. Còn biết sao ho dài quá. Dài lâu hết quá. Mới trời dài luôn. Rồi 938 người rồi nha cậu ơi. Đó gần 1000 rồi. Miệng quá chị bà. 1000 lý giờ nè. Phải lấy danh dự cả nhà ơi. Đúng rồi. Lấy là danh dự cả nhà ơi. Danh dự của mình nó phải nằm ở trên 1000. Trời ơi, một ca này nó trả nè. Trời ơi. Nó tụt xuống sao? Lấy lại danh dự cho cậu kìa. Dễ sợ. Chỉ có hai đứa thôi mà lên một ca liền. Trời ơi, dễ sợ. Bố ăn thử này không? Quá trời. Chưa có tuột nha, vẫn lên nha, vẫn lên điều điều nha. Chưa, 1.100 rồi chứ. Tại rủ mọi người đi ăn, có chú Tuấn rồi nữa, rồi cái thằng Nhật nè. Thằng Tâm nè, rồi thằng Lộc nè. Bây giờ gọi ai cũng bị vậy thôi. Bây giờ sao thì mình ăn thôi chứ giờ sao giờ. Không? Ăn tiệc cho chung mọi người, ekip. Ăn ở đây. Ăn rồi. Đãi ăn chay. Chứ giờ ăn gì giờ? Quá ai vậy? Cô Bảy hả? Tại vì lỡ kêu cái gì chân nấm sạch kho xả. Thế là được đặt ân. Vẫn còn nguyên si nha, vẫn còn nha. Bây giờ lên lên nha, một ngụm á. Làm cùng làm điên đi, biết làm gì giờ trời thì cứ chứ chọn phải có sức bây giờ sẽ bóng qua mặt tôi cái tiền như bị đứt tim rồi. Xui quá. Ai nhai hết đi, nhai hết đi. Nhai rồi nói chứ. Tối hôm nay con nhớ mình lên chụp hình còn không ta? Còn không? Mất hả? Chụp hình chung còn không? Cuối cùng á. Cái đó là buổi tối đúng không? Buổi tối mình chụp hôm trước khi con về đó. Cái teo này nè. Rồi thì đó thì tại vì mua lâu lâu mới mua cho mình cái nhưng mà ai ngờ đâu nó bị xui xẻo. Nó không thuộc về mình. Mà ở chứ. Trời này không thích hả? Rồi có duyên mà không phận thì giờ biết sao giờ. Mà lúc đấy con đâu có nhớ còn đâu, không nhớ đâu. Không nhớ nổi đâu. Mà lúc đấy tự nhiên cái tay của con che mất tiền. Cái tấm hình đó, tấm hình chụp chung. Cái tấm hình con chụp chung với mọi người là ngày hôm sau. Ngày hôm sau thì cái ngày hôm đó mới mặc bộ đồ đó mà, cái ngày hôm lễ đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ phải sắp đồ luôn á. Sắp đồ luôn.
Mày đừng mang giày nữa đi, chú nó đất đâu. Bây giờ mới đi giặt đôi giày đến mấy năm rồi. Năm trước cũng mưa. Sắp tới rồi. Ra mưa dầm về luôn hả? Mày có cái máy cho sân khấu nữa, nên diễn ra thành công tốt đẹp. Còn có khán giả không? Con coi món này ngon nè. Chồng món cũng có món. Nắm tóc của Mai á. Nắm tóc của Mai đó, giòn giòn. Má Mai cho, thử đi. Thử đi hả? Thử một cái, vậy này. Có má. Chị gái đang ngồi trời. Chị gặp máy hết luôn đi. Không, chị không. Ngoài trời hết. Có phô mai không? Thử đi rồi hồi mẹ cho. Vẫn giữ phong độ là 1.100 thôi. Mẹ coi thái độ sao mẹ nha. Đây, không có gì đâu được. Không có cứng. Ủa? Ủa? Làm răng hả? Hai tài trợ đang nhưng mình đi ra. Đó vậy hả? Em bữa em làm 100 mấy, 100% rồi. Đó là món này ngon lắm. Em tăng em tới mấy. Em còn lại 140 mấy. Không giờ mày. Ồ vậy hả? Con gái nổi tiếng. Ước gì mấy bữa chị nói. Ước gì em đẻ ra một đứa vậy. Mấy bữa chị nói chị đi làm mà kiệm á, không có đây. Chết rồi, món này ngon. Trời, Thánh Ngọc nó cũng làm răng miễn phí nè, chỉ có mình tôi làm răng tốn tiền. Cô ơi, có Ngon quá. Có mình tôi làm răng tốn tiền ra trời. Ủa, đương nhiên. Bởi vì người già đã không đẹp. Đã không đẹp mà còn Việt Kiều nó có thế. Việt Kiều mà còn đòi đắt free nữa. Tí bác sĩ tới đây tao sẽ hỏi ra. Giờ bác sĩ có tới không? Bác sĩ tới. Mấy giờ bác sĩ tới? Qua khám răng cho đi luôn. Để anh nhắn bác sĩ coi. Bác sĩ anh. Ra nè đi nè em được. Được. Đây nè. Nè, cô đi nè nè. Ủa? Mấy tuổi nè cũng được hết á. Điện thoại quá cô. Cái nào thí dụ mình cái răng mình là mấy nào là răng thiệt á, nó có mấy cái răng thiệt à? Trời ơi. Ngang ngang kìa. Nó đi ngược dữ chứ. Thằng này có 6-8 cái răng thiệt ở hàng trên đó là nó niền sớm luôn. Cỡ 2 tháng mấy là tháo niền. Như bắt đầu cắm khô rồi. Rồi qua liền tay. Qua liền tay. Có mẹ nói là đỡ mẹ dằn đi làm răng ít năm nữa mẹ. Qua tác kiến liền tay. Tác kiến liền tay. Qua tâm đức hồi tác kiến tới con. Con là ngày đi. Ngày bữa nó lên tâm đức nhổ ra luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái quan nó nói coi bị dung là. Trời ơi. Quá cơm nhiều quá. Nhưng mà nó ngon. Từ gì cái này nó mặn. Ít dầu ăn quá. Chưa tụt nha. Chưa tụt. Sơn mới chưa tụt. Chưa tụt. Dạ thôi con. Ho con không dám ăn đồ chiên. Ốc hả? Chưa tụi. Có tiết nhung không kìa? Không có ạ. À. Không có cô ơi. Có không có tiết nhung. Tiết nhung là ai con không biết luôn. Ai đây? Xin chào cả nhà. Cả nhà xin chào. Trời sao bóng có mũi vậy? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chim nha. Chim nha. Mất hình tượng. Mất hình tượng của em là một hopper trên Facebook phải không? Anh chào cậu Huy nha. Chào cậu Huy nha. Anh chào cậu Huy nha. Chúc cô Hương Thanh bình an. Anh chào cậu Huy. Đó, của mình là lên 2.200 luôn. Đâu, hồi nãy cả nhà chào cậu Huy nha. Không, nãy gì như lớn quá rồi kìa. Con lớn rồi đúng rồi. Cả nhà đang ở nhà hàng trai mọi người ơi. Nè trả cậu đi. Em còn ho nhà mọi người ơi. Cậu Huy. Trả cậu này lên nhà hàng luôn rồi nè. Thôi à. Nó lạnh nó buốt cái răng bị buốt đó là buốt nhưng mà ông làm gì có mà ông làm gì cho ông mổ này nè ông mổ xương của mình ra tại tại cậu cái này nè nó bị xương nó lồi ra luôn á đậu ngoài ra ngoài nó buốt đâu trẻ hả ừ. Rồi
chưa? Ủa vậy hả? Chút xíu nữa. Con nói trước rồi con mặc áo dài tới. Sao đâu cần đâu, cầu áo đầm là đủ. Cho chơi xíu đó. Đức Hiếu tiếng Dung nha. Cũng 1.300 nè. Mấy chị bên đó ăn tới món gì rồi? Nào người em ơi, ăn hai nồi lẩu này. Hai nồi lẩu hả? Có mang về không vậy?